Hello. Check the mic and make sure it sound right, boys. Chuyện gì mà từ tồn tiểu như vậy? It sound right, boy. Mày im đi, mày đừng nói chuyện, mày chửi lại làm trách mày với tao cho mày. Tôi tự giới thiệu tôi là đệ nhất quốc sư Hoa Kỳ. Đầu quầy, nha, đầu cất. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. Đệ nhất quốc sư Hoa Kỳ. Đầu quầy, nha, đầu cất. Mày chửi thầy tao bắn mày liền á. Tụi tao bắn mày á. Mày tưởng tao có súng hả? Tao bắn mày á. Cái thằng nào đây mày còn chửi tao? Tao thằng mất dạy đó. Thằng vô văn quá. Con cá Việt Nam Cộng Hòa. Sound right, boy. Hello, tôi là đệ nhất quốc sư Hoa Kỳ, cố vấn tối cao của Tổng.
Tổng thống Donald Trump, hiện tại là quốc trưởng của chính phủ lâm thời Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay live trực tiếp với chị với quý vị bà con. Xin kính chào quý vị bà con. Quý vị đặt câu hỏi tôi sẽ trả lời cho quý vị. Chào con này nè. Cho mày chị đái luôn. À cái thằng nào đây mày còn chửi tao, mày nói tao là tức chi thằng già thâm tình hả, thì tao cho mày đi luôn. It sound right boy. Mày chửi thầy tao bắn mày liền á. Tụi tao bắn mày á. Mày tưởng tao có súng hả? Tao bắn mày á.